Okay, but so today, net off near, but Pavilini cook some chunk item later, bomb on a knong group than off. Ban chung on Montacnon group day, Montana Knong Facebook, Montana Knong YouTube. A bit of some chunk item lace and rap bomb on a penny, could you pay the prank by Kai Prang? Jen Tata, Kai Prang, some rap young chinette in chunk moon, Tata young cool chapadam yamai. Some rap bomb on a knong group could mean bake a pit. And then the way bomb on top that Joe to my tummy. Smap that Joe to my tummy, some marks yarling to our bomb on nine, but send your bomb on nam and bomb by the two link, a median and peak yum day, bomb on I come on, bomb on I chat, Masuvan. Jung Timuku snap net dial, tumbling chapadam, bomb on the mervid owner, man, the mervid old chalan chalan, jump like nine diamond ton jolt, chum upon I suvan. Timuy TP, but that down the net at the min kumum. Bạn miền khung mà thúng repeat thúng đại khi mà bạn bằng hai miền đến bóng bồn đấy khi mà đặt miền đến thay được nông liên nâng cho bóng bồn ai chấp đam mơ là video nâng bàn dân thật ta dân trai vừa thưa dân bay nhập về đây dân miền khung mà thúng bị thúng bạn chẳng chưa chụp lời sủng khánh sủng đạp nhẹ đại tâm chấp đam miền mà khung mà thúng bị thúng nữa cứ dân chấp đam miền bằng bài pui thật ta về đây dân miền khung mà thúng như thế bằng bài pui tới dân mày ai cả ok bạn nên cứ chia sẻ nội dung thành mà chẳng tìm muối và bóng bồn của bạn cần tìm hướng thả bạn phò bạn tập ấy mà mấy sống khăn bóng phốt bóng bồn thở để bắt đầu đã rõm từ lỡ cao bóng bài bụi thả tao dương bóng bài bụi dạng mấy hai bà sân chỉ không biết để dương bóng bài bụi nâng về miền để chỉ chấm ngư chạy xa mà lại xa bạp dạng đi thả thả dương thở điêu dạng mấy và dương thở đọc cháy với dạng mấy ok hay xa mẹ bóng bồn đài miền khổng tràn và chấp bị bồn rám thông và môi thông và thông tới hai bóng bồn đã cầm bồn tại đạn nơi trồng ca cà su trồng ca thà rên trồng ca na cà nói mà cầm bồn tại bóng bồn phỏ nú hay ở vậy được trong vận chạy tới bóng bồn thành là bên đi xem mèo không muốn cứ vì đừng chập đầm đôi chia trồng ca cà su vì bằng bài từ lời trồng cá bản thân chia trồng ca cà su trồng ca cà sai đi cứ dân đầu tại bùng ruột vì mà chẳng bản thân chỉ không sáu ý bóng bồn thời bùng ruột vì ở tàu chia và mặt tu và mà tu nạc sáu ý mà đừng phân rùa vía cho mùi tu sáu ý rưu có dọc tu sáu ý nâng tự mô cho mùi tu khăn mà ai và mùi bà con bà con dừng ai dọc tu bì bay bà con nâng dọc tập rùa cho mùi nâng tu đại khăn nâng rưu có dừng loa bà con mùi chùm đồn na đại vì mình miền tắc mình miền cốn dừng trở loa phải chào mà chẳng không bị thi xa thằng ổn ý cô chung bà bằng hai mong bốn được không biết đến thầm mày đại chẳng cả nà dừng phân rùa tu hay cầm một cò trán, xem ăn chật trán, vía có vừa cả khăng, vía có một bộ phận lại một bộ bản khăng này, ok. Bạn chẳng khi ông sờ rộp luôn mà vĩnh, khi ông thay này cứ khi ông bằng hai bóng ổn, xem làm nhẹ mấy, bạn bóng ổn tại tầm mơ mê điên lang với nhẹ bàn trán một tay, xem đẹp nhẹ chắc, xem đẹp nhẹ đại cầm bộ tại miền không mà thông cầm bộ tại vừa cả bị sáu, bóng ổn bắt đầu bị mơ mê điên hai, bóng ổn từ ăn hoạt tam ở với để xem bàn prap, bạn nơi khi ông group nắng. Hãy xem đáp bóng bồn để cầm bồn tại miền khóm bóng bồn trao tại mơ video trong cái nào đây bạn nhìn bị cao bằng ruột bùi bạn chẳng cái này cứ khi ông chạy đầm lấy bóng bồn và nâng ấy xem đáp nhẹ đáy thầm mây bạn chọn riêng được có chọn chỗ vẽ cứ dường miền vẽ telegram hãy khi ông bạn thọt video bài này ấy hãy đừng thọt video bằng bì bà chạy cái tiết xong khăn xong khăn xem đáp nhà chung được bóng bồn để cầm bồn tại điên bạn chẳng video cứ khi ông tại update thầm mây là hốt hãy từ toàn số máy về với liền và thật ra về ní như cái phong thủy hay dân thử làm chạy cái ấy làm mấy đọc sai nhập bài nhà đây như cái phong tài miến nơi về ní và chẳng mấy đến cứ update chỉ riêng rõ về nơi về nào để bom phun miến xung đôi miến xung ngõ trăng lại nơi để bom phun nơi xó nó cứ trong đường vận hành bom phun đòi tạm giờ bị tổ bài là ngày chẳng số mẹ mẹ thay mấy đại miếng bằng đòn tròn châu hiến bom phun lại chàn châu mực nông hay bán thì bố cả đi cứ phụ mình cũng nói thà nè chạy thầm mày đấy tại sao trong lập nhà liên video đại sống khăn nơi phải chạy cái tên được ổn út từ căn telegram bỏ bỏ hồn ok chắc trong mình video và nâng ấy mà dưới những chút nha nơi video thầm mày thầm mày tiết nâng không bê chạp chạp này ok và chân chú rượu liên là đó khuyên và chút nha nơi vừa phê khảo
បាទអឺមសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រ4យ៉ាងដែលជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបំបែកពូជឃ្មុំហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឃ្មុំហើយនឹងកំពុងតែចិញ្ចឹមបាទសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងតែចិញ្ចឹមមានន័យថាមិនទាន់បានចប់ទេការងារហ្នឹងបានចិញ្ចឹមហើយហើយនឹងកំពុងតែចិញ្ចឹមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមឃ្មុំដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយវិធីសាស្ត្របាទទាំងអស់មាន4បាទទី1វិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងពេលដែលខ្ញុំបានទិញទូឃ្មុំមកភ្លាមដោយបងប្អូនខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានឃ្មុំមកធំបាទជាធម្មតាគឺខ្ញុំបំបែកវាតាមដែលគេប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទិញគេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់បំបែកពូជគឺដាក់កណ្ដាស់ចំកណ្ដាលទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានឃ្មុំមកធំមាន8បកងយើងដាក់កណ្ដាស់ចំកណ្ដាលទៅមេឃ្មុំវាមិនអាចឆ្លងមកពងនៅបកងដតៃទៀតវាឡើងមានក្លិនមកផ្សព្វផ្សាយដល់បង្កងដតៃទៀតអញ្ចឹងកម្មកោនឹងចាប់ផ្ដើមពូនធ្វើជា Queen Cell បាទដើម្បីបង្កើតនៅស្ដេចថ្មីមេថ្មីទីសាសនោះខ្ញុំបានធ្វើក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែភាពជោគជ័យគឺពី0ទៅ10បានតែ 10% ទីដែលជោគជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមូលហេតុគឺដោយសារតែឈ្មោលមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទោះបីបើស្ដេចឬក៏មេនឹងវាកើតឡើងមកក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែបរិមាណឈ្មោលដែលការបំបែកពូជកើតឡើងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងមេឃុំឬក៏ស្ដេចឃុំវាអត់បានពងឈ្មោលសម្រាប់ក្នុងការបំបែកសម្បុកថ្មីទេដល់អញ្ចឹងគឺឈ្មោលវាតិចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ដេចថ្មីរបស់យើងដែលយើងបំបែកហ្នឹងគឺมันមានឈ្មោលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តពូជបាទដល់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមេហ្នឹងគឺវាខ្សោយឬក៏វាពងតិចក្នុងរយៈពេលខ្លីវាក៏ជប់ពងទៅបាទនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការបំបែកជា2ហ្នឹងគឺវាអត់ជោគជ័យបាទហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1បាទវិធីសាស្ត្រទី2គឺការបំបែកដោយដាក់បង្កងដែលមានកូនទៅក្នុងទូបាទនេះបាទដោយសារតែអ្នកនរគ្នាបាទគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនការចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះគឺទើបតែពីក្រមទេបាទមានន័យថាបរៀនពីក្រមនេះគឺមួយឆ្នាំហើយបាទនេះគឺជាឆ្នាំទី2ចង់និយាយថាឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2អញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីនេះគឺមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលបង្រៀននៅក្នុងក្រមទី2បាទអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីក្រមមុនគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលជាកូនសិស្សហ្នឹងគឺគាត់យកបង្កងដែលមានកូនឃ្មុំផងនិងមានកូនឃ្មុំផងហើយនឹងមានឡើងបង្កងបាត់ចិត្តផងអញ្ចឹងក្នុងបង្កង2ហ្នឹងគឺមានកូនឃ្មុំអាយុ2មួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃហើយនឹងមកបង្កងទៀតគឺអាយុចិត្តកើតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដាក់ទៅទូផ្សេងមួយទៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏48ម៉ោងក្រោយមកកម្មករនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្ដាច់បាទលទ្ធភាពនៃការជោគជ័យនេះក៏មិនជាច្រើនដែរបាទដោយសារតែឃ្មុំឈ្មោលដែលនៅក្នុងទូចាស់ដែលបងប្អូនចូលទៅមានមួយទូហ្នឹងគឺក៏វាមិនមានច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានការធ្វើនេះគឺជោគជ័យភាគតិចមែនតែនបាទអាចពី20ទៅត្រឹម30-40%តែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺជោគជ័យតិចបាទឥឡូវវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនគឺមាន2ដែលជោគជ័យសឹង 100% បាទអាចចន្លោះពី50បាទទៅ 90% មិនថា100ទេព្រោះវាតកតងនឹងកតាធម្មជាតិបាទតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុដែលនៅជុំវិញបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី3គឺតកតងទៅនឹងការបំបែកឃ្មុំដោយ swarm មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យទូដែលយើងយកទៅមកទូនឹងវាคล้ายទៅជាទូដែលឃ្មុំបំរុង swarm កាលណាឃ្មុំវាបំរុង swarm គឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឈ្មោលច្រើនបាទវាចាប់ផ្ដើមធ្វើ queen cell ច្រើនហើយយើងរំលែក queen cell ហ្នឹងបាទទៅដាក់ក្នុងកតោបំរុងទុកមួយហើយយើងទុកពី3កតោអញ្ចឹងទៅបាទដាក់ស្ដាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងធ្វើបកងបាទដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទបកងខ្លីៗទូចទូចហើយបកងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៀតណាបាទនេះគាត់ថាប្រាប់បងប្អូនច្បោច្បោសិនហើយនៅពេលណាមេចាប់ផ្ដើមពងអាហ្នឹងចាំបានយើងចាប់ផ្ដើមបំបែកបាទយើងលើកកូនឃ្មុំដែលវាមានអាយុចាស់ថ្ងៃចិត្តញាស់យើងលើកមួយបកងឬក៏ពីរបកងទៅបាទពីរបកងល្អយកទៅដាក់នៅទូថ្មីទៅហើយយើងយកមេដែលពងនោះយកទៅដាក់ហើយវានឹងស្គាល់ពេលដែលវាកាត់មកវានឹងស្គាល់មេថ្មីហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែម្ដងបាទវិធីសាស្ត្រនេះគឺជោគជ័យសឹងតែ 100% បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី3វិធីសាស្ត្រទី4គឺការឆ្កឹះដង្កូវបាទដោយសារយើងរើសទូពេលដែលយើងបំបែកនឹងបាន 3-4 ទូហើយបាទហើយបន្តមកបាទយើងប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្កឹះដង្កូវបាទរៀនឆ្កឹះដង្កូវតែមានអាយុពី4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលដង្កូវមានរាងជាអសស៊ីមានន័យថាវានឹងចាប់ផ្ដើមមានអាយុពី4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងការឆ្កឹះដង្កូវនេះគឺភាគរយជោគជ័យក៏ខ្ពស់ដែរដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រការបំបែកទី3បាទដែលបងប្អូនបានរៀនមកហើយគឺការបំបែក swarm ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបំបែក swarm នឹងជោគជ័យយើងមកបំបែកដង្កូវឆ្កឹះដង្កូវនេះក៏ជោគជ័យដែរអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រនឹងប្រពន្ធនឹងឯងហើយវិធីសាស្ត្រលម្អិតទៀតបងប្អូននឹងតទៅភាគទី2បាទនេះភាគទី1មានភាគទី2បងប្អូននឹងបានចូលអំពីថាតើនៅពេលដែលយើងមាន Queen Cell
ដែលវាកើតឡើងពីការបំបែកបងឬក៏កើតឡើងពីការឆ្កឹះគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅទុកនៅកន្លែងណាបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាកើតមកវាញាស់មកហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយកវាទៅដាក់បំបែកទូជាមួយនឹងបង្កងឃុំកម្មករអូខេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន